hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau gọi là ôn tập ngữ pháp gọi là chức ngữ pháp rồi á thì cái phần đọc hiểu của các bạn nó sẽ tốt lên đúng không nhỉ? À, hiện tại Ricky vẫn đang mở lớp tổng ôn N2 vừa mới khai giảng xong nhá rất là phù hợp với những cái bạn mà đã học xong N2 rồi uh, và muốn thi lại N2 chẳng hạn này hoặc là với những bạn mà muốn có một cái kiến thức N2 vững chắc đọc N1 mọi người nhá chúng mình sẽ khai giảng lớp đấy vào ngày 21 tháng 2 tức là vừa mới khai giảng xong á học vào thứ tư và thứ sáu cho mọi người nhá đó thì bạn nào mà có nhu cầu lớp tổng ôn thì mọi người có thể uh, học lớp đấy ha tiếp theo ngoài ra thì mọi người có thể comment rk cho mọi người nha nhận được ba uh, thằng được chưa nhỉ thứ nhất là nhận tài liệu về sách nghe tức là ngoài cái việc chúng ta học ngữ pháp từ vựng với đọc ra thì cái việc các bạn bổ trợ nghe rất là quan trọng đúng không cái thứ hai là bài tập về nhà ngày hôm nay nữa đó và link vào nhóm học n hai free nha mọi người nha được chưa nhỉ và đừng quên là ricky cũng đang mở các lớp tích hợp á À, nếu mà bạn nào mà có nhu cầu học mới này hoặc là tổng ôn N2 thì cũng đều ok nha. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn mọi người nhá. Thôi chúng ta có phần chính là liên quan đến ngữ pháp mọi người nhá. Bởi vì thực ra ngữ pháp nó sẽ bổ trợ hai phần cho các bạn. Thứ nhất là ngữ pháp là cho những ngữ pháp là chắc chắn rồi đúng không? Học cái gì bổ trợ cái đấy. Nhưng mà ngoài ra nó sẽ có thêm một cái nữa để chính là chắc ngữ pháp thì đọc hiểu các bạn sẽ chắc. À, nhiều khi mọi người sẽ thấy có những ngữ pháp nó không xuất hiện trong đọc hiểu đâu. Nhưng mọi người sẽ thấy là khi mà các bạn làm bài ngữ pháp tốt ấy, thì cái tư duy về ngữ pháp của các bạn nó sẽ áp dụng cho tư duy đọc hiểu. Đó, tức là cái môn ngữ pháp là một cái bộ môn mà nó sẽ nó sẽ giúp các bạn về mặt tư duy các bạn biết mẫu đấy nhưng chưa các bạn khoanh đáp án đúng không thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn mọi người nhá chào mắt dự nè ano bưng tôn imio mà sổ đầu tiên chúng ta cùng nhau check thử cái ý nghĩa của ngữ pháp trước mọi người nhá các bạn hãy làm một cc hai nhiệm vụ nhiệm vụ số 1 để chính là cho cc biết nghĩa của ngữ pháp này và nhiệm vụ số 2 để chính là dịch cổ cc câu này được không ạ các bạn chính xác của chúng ta là nếu không thì không được chưa rất đáp án thì khá đơn giản để các bạn thấy nó có là gì ạ nai cô tổ đúng chưa thì các bạn nhớ cc là nai cô tổ nó rất hay đi với này đằng sau nếu không a thì không b được chưa nếu không a thì không b vậy với b thì chúng ta cũng sẽ đi với gì ạ phủ định mọi người nhé và cụ thể đây nó là wakana này ureru ka wa ano minai koto ni cái việc mà cái sản phẩm này nó có gì ạ à các bạn cái việc cái sản phẩm nó có bán được hay không thì nếu như mà đúng không nếu chúng ta không tìm hiểu thị trường thì chúng ta không thể nào mà mà biết được tức là các bạn sẽ thấy là nó gần như một cách nhấn mạnh thôi đúng không bình thường chúng ta lại nói là gì ạ nếu tìm hiểu thị trường chị sẽ biết đúng không ví dụ mình nói là gì ạ chiêu cho sao chị mi đề bà được được chưa thì cái câu này nghe nó không được nhấn mạnh lắm đúng không thế thì giờ người ta đảo ngược lại là gì ạ nếu không thì không được chưa giống như sensei bảo các bạn là nếu các bạn không học thì không đỗ đâu nghe nó sẽ nhấn mạnh hơn nhiều so với việc chúng mình nói là gì ạ nếu học thì đỗ đúng không nghe nó hơi gọi là phật dư đúng không nghe nó không được gọi là nhấn mạnh lắm được không nhỉ Ano mới sản phẩm kia còn Aru nó là kiểu một cái sản phẩm nào đó nhé mọi người nhé được chưa rồi ok tiếp theo câu số 2 ạ à. ni bằng đấy ni sai shite. cái này rất là nhanh đúng không vào lúc nhân dịp đúng không ạ ni sai shite. thực ra các bạn sẽ thấy là nó giống như một thể gọi là một cái cái cái, cái lịch sử thằng Toki thôi mọi người nhé được chưa và thực ra các bạn sẽ thấy ở trong cái câu này các bạn sẽ thấy ngay cái văn phong của nó đúng không ạ cái văn phong của nó cũng không phải văn phong bình thường đúng không người ta nói là gì nhỉ Furikomi ni sai thế sự điều là, -no là nhỉ, các bạn khi chuyển khoản đúng không? Thì cái tiền phí đúng không ạ? Đó thì sẽ do ai Sẽ do phía khách hàng chịu đúng không? Mọi người thấy rõ ràng cái văn phòng của nó có phải văn phòng bình thường không? không đúng không? Đấy, ví dụ các bạn sẽ thấy trong các thông báo này hoặc trong các văn bản người ta thì người ta sẽ ghi kiểu như thế này đúng không? Giống kiểu bình thường chúng ta hay đi um, ra ngân hàng ở Việt Nam ấy đúng không? Đó. Đấy thì các bạn sẽ thấy là với những cái hình thức trang trọng hơn thì người ta dùng cái thằng size sai Đó, yes có. gì này. Tiếp theo nha mọi người nhá. Câu số 3 sao bằng nhé Oyo sang ni Ở đây mình có là không chỉ mà này Phù hợp với với cả không cần phải Ok hai chính xác phù hợp với đúng không Thì các bạn sẽ để ở đây chúng ta một chữ hán Đúng không chữ này chữ ứng đúng không Các bạn cái mẫu này đọc là gì không? Đúng rồi chúng ta có từ là ni Internet. tương ứng với phù hợp với tức người ta sẽ quyết định cái menu của cái buổi gọi là tiệc cuối năm đúng không? cái tương ứng với cái dự toán đúng không? hoặc có thể tương ứng với cái ngân sách chẳng hạn. Ski. tiếp theo mọi người chính xác ở đây nó là bất kể là thực ra có một cái đáp án mà nó gây gọi là nhầm lẫn với các bạn nó sẽ gây ai mai các bạn cũng biết biết là đáp án mấy không? một thì không phải đâu ạ mà các bạn sẽ hay nhầm phải đáp án số 3 tức là cho dù là nó chính là thằng nún nhỉ các bạn ấy được chưa? thì thực ra có một cái mẫu nó cũng giống với thằng nún nhỉ đấy chính là nó không phải là nick kakara dự đâu ạ mà nick mốt dự mọi người nhá thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sau Ở đây chúng ta sẽ có cái thằng này là bất kể là đúng không nó bằng cái thằng ốt thua dự ấy về cách chia nó hơi khác nhau một chút nhưng về cơ bản nó không khác nhau quá nhiều đâu mọi người nhá ốt thoa dự tức là gì ạ tức là bất kể cái đằng trước có như thế nào thì cái đằng sau nó cũng làm sao đấy đồng loạt giống nhau đúng không thì ở đây các bạn sẽ có một cái từ ở đây chúng ta có từ ít đi tự đúng không tức là đồng loạt mọi người nhá thì các bạn nghe cái từ đồng loạt đi tự phát là các bạn sẽ quanh được rất là nhanh đúng không showing qua showing đi dự nhạc ah, tiền để à cái sản phẩm này thì bất kể là chủng loại nào thì nó cũng đều đồng giá đúng không đồng loạt 100 yên ok tiếp theo suy nghĩ câu này chúng ta sẽ có mẫu ngữ pháp là nít khả gì đấy câu này có vẻ một hai cũng phân vân bởi vì thực ra các bạn sẽ thấy thằng nít khả định nó có cả hai nghĩa này đúng chưa à, nhưng mà cùng với chắc là sai rồi bây giờ vấn đề một trong hai bây giờ để biết một hay hai các bạn phải dịch được câu này chứ đúng không các bạn không dịch được câu này làm sao các bạn biết một hay hai đó thì người ta bảo làm sao đấy ạ sẽ trả anh siêu đấy à tuyển nhân viên chính thức đúng không với gọi là nên siêu tức là gọi là thu nhập một năm là lên đến tám nghìn man được chưa đó nghe một con số rất là kinh khủng khiếp đúng không 8.000 man là bao nhiêu tiền việt nhỉ 8.000 này chia cho 12 ô oh, tức là sáu man một tháng kinh khủng quá đấy nghe rất hấp dẫn đúng không nhưng người nhưng mà gì ạ những người mà gọi là chôn nó được xạ tức có những người có tài năng vượt trội đúng không đấy thế thì ở đây là gì đúng rồi nó phải là chỉ giới hạn chứ đúng không đấy chỉ có những cái người như thế này mới được thôi được chậm còn là tốt nhất thì thường nó hay nói với kiểu là uh, cái phương pháp gì là tốt nhất chẳng hạn dụ như là gì ạ nuts niwa ano no đấy đúng không tức là ở vào mùa hè chẳng hạn thì uống bia nó là gọi là tuyệt vời nhất được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập nhá. Đấy, à, sau khi chúng ta lướt qua một lượt về nghĩa và xem thế các bạn dịch cũng rất là ok rồi đúng không? Ok. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau thử với câu số 1 luôn mọi người nhá. Ichi ba desu ne. Nam bằng desu ka? Nào ở đây chúng ta có là gì ạ? cho Choshoku nuita bakari ni nani ni. Mình có ba đáp án này. Ichi yasete ya ano ureshi ne. Ni chūshoku wa taberu tsumori da. Và sang là chikara ka denai. Rồi rất nhiều bạn chọn ba. Thế thì tại sao các bạn chọn ba? Ở đây chúng ta có mẫu là bakari ni desu ne bình thường ta bạc cái đi của các bạn nó là gì ạ khi mà nó đóng vai trò danh từ ví dụ tà bạc cái đi đế, đúng không hay là tà, tà bạc cái đi đế hay là nano đế hay là nano gì đấy đúng không ạ thì, thì các bạn sẽ thấy rằng tà bạc cái đi nó hay gì cả vừa mới đúng không nhưng trong trường này bạc cái đi, đi là một mẫu ngữ pháp gì cả gì ạ à, mọi người đúng rồi nó sẽ là chỉ tại chỉ vì đúng không đấy mà gã gọi là chỉ tại chỉ vì thì nó sẽ là kết quả tiêu cực chính xác minus sự nó kịch cả chỉ tại làm sao đấy bỏ bữa sáng đúng không mà dẫn đến việc là gì ạ một cái kết quả tiêu cực đấy chính là gì ạ các cái này không còn nhiều sức nữa thế còn các bạn sẽ thấy ngay câu 2 nó là ở đây si là sao mất rồi đúng chưa cái câu hai thì nó cũng không rõ ràng là tích cực tiêu cực đúng không bỏ bữa sáng định ăn bữa trưa nó là hai thứ không liên quan đến nhau đúng không hai vẻ không liên quan nhau nên đáp án chắc chắn đây phải là ba các bạn nhớ lại tên thằng bạc cái đi còn bình thường các bạn hay dịch là tà bạc cái đi vừa mới đúng không mà thằng ta cái thằng tà bạc cái đi vừa mới các bạn ấy thì nó hay nó thường chỉ có hai kiểu thôi một nó đứng ở cuối câu nó nó dùng để hoặc đà đúng không? Hai nếu mà đứng ở giữa câu thì nó hay đi với na nổ đế và na nghĩ được chưa? Đấy na nổ đế và na nổ vừa mới. ok không ạ? Nhưng mà thực ra các bạn dịch cái câu này là vừa mới thì có vẻ nó cũng không hợp gì về nghĩa rồi đúng không? Đó nhưng mà về cách chia nó cũng sẽ không ổn luôn. nghi bằng câu số 2 Mình có là gì ạ? Uchi no chimu wa nando mo ano shuto nani ni đúng không ạ? Mình có là gì? Tokuten suru koto ga dekinakatta. Ấy chúng ta có một động từ các bạn biết đề động từ gì không? động từ này một động từ không khó đâu ạ nhưng mà cách đọc của nó thì 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 nhiều bạn hay hay, hay quên ạ suy tổ nó chữ sút đấy mọi người sút là kiểu từ sút đấy rồi xem nhỉ thế thì ở đây chúng ta có từ gì? thử đúng rồi chúng ta chữ thí trong từ gọi là chỉ các bạn ấy đúng không nhưng mà thường ấy khi các bạn đi thi n 2 n 1 thì thì trong đầu các bạn ấy thường hay nhớ âm âm ôn nó ừ nhưng mà cuối cùng âm cẩn nó chúng ta quên mất của kuromi đấy Kokoromi thì kiểu thử sức với mọi người nhá. Thử làm cái gì đấy rất nhiều lần Trong câu này chúng ta sẽ có là cái gì đấy ạ à, Cái gọi là cái gì đấy Cái cái đội của tôi đúng không Thì đá rất là nhiều lần Đúng không, thử sút rất nhiều lần Và kết quả là gì ạ, gọi là không ghi đi được điểm thế, thế, bây giờ chúng ta có đáp án đáp án số mấy ạ Mình có là Nagaramo này Mình có là Thay mình có Kara Tuite Ở đây các bạn sẽ để cập tả đây là một cái kết quả đúng không Tức là mặc dù đúng không là chúng tôi đá rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn dẫn một cái kết quả đúng không một cái kết cả là gì ạ à là không ghi được điểm đúng không thuộc tên sư được cô tôi có định khi đúng chắc đấy không giành được điểm đúng rồi đáp án đúng là số 1 chính xác ít bằng đấy nhé đây chúng ta có thằng nagara mộ nhá nagara mộ đây là mặc dù được chậm nhưng mà đằng trước nagara mộ thường nó sẽ là thừa nhận một cái điều gì đấy đã xảy ra thường sẽ là mì tôm đự mọi người nhắc tôi thừa nhận rằng là nhưng mà cuối cùng lại không được theo như ý mình muốn được chưa nhỉ thừa nhận là điều này đã xảy ra nhưng đằng sau nó không đưa theo nó không, gọi là gì nhỉ nó nó không đi theo đúng với cái dự đoán của mình rõ ràng theo gọi là nguyên lý bình thường đúng không là các bạn suốt nhiều lần là nó gọi là phải tục tên để ký được đúng không ha dự đúng không ạ tục tên sư ha dự đúng chưa Đấy, đã nhiều như thế kiểu gì trả chúng đúng không nhưng mà rõ ràng là ù ừ, một cái điều như vậy đã xảy ra nhưng cuối cùng dẫn một cái kết quả xấu được xin nhở? một kết quả mà nó không theo như ý mình muốn nhé nó khác với dầu sổ người nói ấy thì khi đấy mình sẽ dùng là nagara mẫu ngoài ra cái thằng nagara này thì nó có thể có mô hay không cũng được mọi người nhá tôi trong mẫu ngữ pháp của nó ấy, thì nó có thể dùng mô hay không nhá thế còn tê đai với cara tối các bạn có nhớ là gì không bây giờ vấn đề là thằng tê đai với thằng Kara tối này nó là gì cả các bạn nó là ngữ pháp n 2 đấy không phải ngữ pháp khó đâu mọi người thử nhớ lại xem xem là lục lại ký ức trong đầu xem tê dai tức là kể từ a có một cái về b nó rực tội nó diễn ra đó tức là phế b nó phải mang tiết dịch tộ diễn ra mọi người nhá được chưa nhỉ tức là nó cứ mãi như vậy thôi dựa dụ xin có câu là gì ạ à, ví dụ cái gì ta à so -ne. Ano, kare -to -ne. kể từ khi uh, tốt nghiệp đúng không ạ thì tôi không còn gặp anh ấy nữa tức là kể từ khi này có một cái gì nó dịch tộ nó diễn ra thế là chúng ta có thằng karaoke tệ karaoke tệ không dịch là mặc dù đâu uh, mình có thể nên nên dịch là không phải cứ nói là vì a mà đã b Nhá, các bạn thấy có thằng Kara này đấy không phải cứ nói là vì a không phải cứ nói là vì a mà đã b và thường với b đi phủ định nên bên trước khi chúng ta ôn tập vào cái thằng kia chúng ta cùng nhau thử sức lại với uh, cái thằng um, vừa lấy một chút ạ uh, thằng gọi là Nagara đây ở đây xin cho các bạn sẵn cả cái 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 cái, câu rồi các bạn cái 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 mẫu ngữ pháp rồi bây giờ nhiệm vụ các bạn khó khăn một chút ạ uh. nâng cao một chút ạ uh. hãy chọn dây về, về sau cái này các bạn phải nhớ cái cái phun mà nãy xin dây bảo về về sau uh, thì các bạn khoanh rất là nhanh uh. nào câu này các bạn sẽ chọn đáp án mấy ạ uh mình có là gì ạ? Kano cho à, no kaigi no koto o shite Đúng không? Mình có bốn đáp án á Đáp mấy ta? Nagara về sau là gì ạ? Khác với Chờ sâu rồi Đúng không ạ? Khác với dự đoán của người nói Đúng không nhỉ? Đây này, cô ta làm sao đây ạ? À? cô ta biết cái gì ạ? Biết cái cuộc họp này rồi Đúng chưa? Thế mà lại Đúng rồi, chứ bằng không nói với tôi Thì cái đấy nó mới là ngược với dự đoán chứ Đúng không ạ? Các bạn cứ tưởng tượng Nagara nếu mà để mà nói về dịch nhá Thì các bạn sẽ thấy nó giống kiểu thằng nôn nhị Mặc dù thôi Đấy, mặc dù rõ ràng một điều là thừa nhận việc này đã xảy ra rồi đúng không ạ nhưng mà cuối cùng nó lại không được đi theo đúng cái gì mình dự đoán đúng không đáng nghĩa là biết nó phải nói cho mình đúng chưa nhưng cuối cùng là gì ạ oshete ano oshete kurenakatta đúng không bạn lại không cho mình biết đó nên là bạn đúng ở đây phải là chứ bằng đấy một cái kết quả nhớ nhá nó là kết quả thằng Nagada đằng sau đi một kết quả mọi người nhé nên là các bạn sẽ rất là nhanh trí có thể loại ngay đáp án ba và bốn bởi vì là Daro và Ha dự nó phải kết quả nhé Daro và Ha dự nó là cái dự đoán người nói đấy ok không ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ có là thằng hai nó không đi với ngược nhau rồi đúng không đấy, cô ấy biết và cô ấy gọi là liên lạc ngay với tôi thì nó lại không phải là thứ nó nó, nó trái với dự đoán của mình đúng không ạ nên là đáp án đúng ở đây thì chúng ta phải lấy chữ Đúng rồi à, tiếp theo chúng ta có thằng cà tới tên như server nói không phải cứ nói là vì a mà đã b đâu thì thực ra các bạn sẽ thấy đấy, trong cái cách dịch của sensei ấy thì sẽ dịch là không phải vì a thì tức là cái từ không phải nó nằm ở về a đúng không? Đó nhưng mà thực tế thì trong cái mẫu này thì cái phủ định nó lại đẩy về về b nha mọi người nhá. Đấy Còn dịch thì chúng ta nên dịch phủ định ở về, về a nó hay hơn. Còn các bạn dịch phủ định ở về, về b cũng được. Nhưng mà cái sensei có một gợi ý là mẫu này nếu các bạn đẩy cái phủ định về về a để dịch thì nó hay hơn thôi. Dù dụ câu này như thế, yasui karatoite ano kaisugi wa yokunai yo. gì ạ? không phải cứ nói là rẻ mà mua nhiều đâu hoặc các bạn có thể dịch là nếu mà nói là rẻ thì mua nhiều quá cũng không tốt đâu thì cũng được đó nhưng mà có vẻ câu đấy nó không được thuận tiếng việt lắm đúng không nên thường có một cái cái CG hay gợi ý các bạn ấy tức là khi mà học chúng ta hiểu là phủ định nó hay để về sau nhưng mà khi mà dịch ấy, thì cd hay dịch phủ định về trước thì nó thuận tiếng việt hơn đó, thì thôi nói chung là đấy là một cái gợi ý cho các bạn thôi còn các bạn thích dịch phủ định sau không vấn đề nhá được chưa để đây là chúng ta đến câu ba nhá xăm bằng đấy câu ba các bạn chọn ăn mấy ạ Đúng không có bắt đầu phân vân nhiều. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau đi từ những cái thằng mà chúng ta biết trước đã nhá. Thì đầu tiên chúng ta đi từ cái mà chúng ta vừa mới gần nhất đi, chúng ta thằng Bacardi ní ạ. Các bạn còn nhớ Bacardi ní vừa nãy CD vừa dạy các bạn là gì không? Chỉ tại, đúng rồi, chỉ tại chỉ vì, đúng không? Chỉ tại chỉ vì nó đi đi với kết quả gì ạ? minus or plus. Đấy đi với kết quả gì ạ? xấu. Ừ, bạn nào mà cứ dịch là bởi vì thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là dễ chọn nhầm nhá. Yeah. Bacardi ní dịch là chỉ tại chỉ vì thì từ kiểu khi các bạn thêm cái từ chỉ vào ấy, thì các bạn sẽ biết ngay nó đang là gì tiêu cực nhá đấy mà tiêu cực thì nó sẽ là đáp án mấy ạ ừ, tiêu cực thì không thể chọn đáp án một được đúng không là nhận được tiền mà lại bảo tiêu cực thì không một đúng không ạ mà lại còn một nghìn ma bây giờ chúng ta chỉ còn là ni sai sẽ và ạ hay là bán chính xác ở đây của chúng ta là gì ạ ni bằng đấy nhé bởi vì thực ra cái thằng ni sai của chúng ta bằng với thằng toki đó chọn nó lịch sự hơn của thằng toki thôi được xin nhỉ? Đấy thì rất dịch là gì? Cả gì cả khi đúng không ạ? À, khi mà nghỉ việc đúng không? Đấy hoặc là có thể gì là gì sau khi nghỉ việc đúng không ạ? À, thì đã nhận được gì đấy? Đã nhận được cái tiền nghỉ việc. Đó, ok không ạ? Thế thì tại sao là bạn hai đúng? Thế bây giờ vấn đề tại sao ba sai? Đúng không? Cũng rất nhiều bạn chọn ba. chọn một sai chắc chắn là đúng không? Bây giờ vấn đề là ba sai tại sao? Nào các bạn ơi, đặc biệt là các bạn chọn hai. Đó, bây giờ các bạn phải giải thích hộ xem xem tại sao cả là nếu hại sai. Các bạn có nhớ thằng cà là dùng khi nào không? Đúng rồi, chính xác. Cả là tức là một khi đã a thì nhất định phải là b đúng rồi chính xác đấy ví dụ có vật lẽ là một khi đã gọi là đăng ký thi đúng không thì nhất định là phải cố gắng đúng không? một khi đã nhất định phải về đấy. b nó gì nhất định phải thực hiện một cái hành động gì đấy mang nó mang ý chí người nói rất là mạnh nha mọi người nha Tức là một khi làm phải a nhất định tôi phải làm việc b đúng không đấy, một khi đã đăng ký nhất định phải đỗ đúng không một khi đã hứa nhất định phải làm đấy nên là chúng ta phải chọn được số hai đây đúng không nhỉ? rồi tiếp theo chúng ta có câu số 4 ạ nhôm bằng đấy câu bốn mọi người của thái sở là あの体力何に nó 無理のないように行ってください. Đây là bản chính xác ạ mọi người. Ở đây chúng ta có là gì ạ? À, mình có là Nikite này, đúng không? Mình có là gì ạ? Oste này, đúng không? Mình có là Niote. Đó đúng đây của chúng ta là Ni bằng Nesne cơ rất là dễ đúng không? Ở đây chúng ta có là gì ạ? Nioste ですね. phù hợp với rất là bằng với OACT đấy, đúng không? Phù hợp với đúng không ạ? Thì thường cái danh từ đứng trước sẽ là một cái danh từ mà nó mang tính chất là một cái Uh, các bạn tưởng tượng nó, nó nó giống như kiểu một cái tập hợp nhá danh từ lần trước nó sẽ là bao gồm một cái tập hợp ở bên trong có rất là nhiều những cái mức bên trong có rất là nhiều mức và mình sẽ làm cái gì để phù hợp với những cái mức trong đấy ví dụ ở đây chúng ta sẽ có là nên đê đúng không tuổi tác bên trong sẽ có rất nhiều độ tuổi này lê bê đự chẳng hạn đúng không hay là gì ạ siêu nhiêu thu nhập chẳng hạn đúng không? thu nhập nó có nhiều kiểu thu nhập đúng không thu nhập 100 trăm một năm thu nhập 200 trăm một năm thu nhập 300 trăm một năm chẳng hạn tương ứng với cái gì đấy hay ví dụ trong cái câu ban đầu mà chúng ta học trong bài ngày hôm nay nó là dồ sang ojite đúng không? phù hợp với cái mức gọi là uh, dự toán với cái mức ngân sách của chúng mình. ở bên trong nó chia rất là nhiều những cái mức nhỏ. Đó, Nikagite sao ạ? Nikagite chỉ đơn giản là chỉ giới hạn ở đâu đấy thôi thôi. Đúng không ạ? Đó, ở đây chúng ta có chữ hạn đấy mọi người nhé. Thực ra các bạn sẽ tất cả các mẫu ngữ pháp ấy nó liên quan đến thằng thà ấy thì nó đều liên quan đến cái nghĩa gọi là chỉ giới hạn ở đâu đấy của nó. Được chưa nhỉ? Đó. Ok, kiểu Kagida dự là thì không những mà còn kiểu thế. Đấy xin nhá. Tiếp theo chúng ta có thằng niu e sao không, các bạn? Niu e t nó bằng với hai trợ từ của chúng mình đấy. Trợ từ đệ chính xác. Nhưng ngoài ra nó còn bằng một trợ từ nữa các mọi người. Đệ hoặc là hoặc là trợ từ gì? Ừ đúng rồi. Nhị nhá. Đấy mình sẽ có là trợ từ đệ hoặc là trợ từ nhị. Được chưa? Đó. Và đằng trước nó sẽ đi với thời gian và địa điểm mọi người nhá. Dịch hoặc là ba Đấy xin nhá. À, dùng trong văn phòng trang trọng nhé thì các bạn cứ hiểu đơn giản là cứ khi nào mà cc nói văn phòng trang trọng ấy đúng rồi trường sàng lịch sự ấy thì các bạn hiểu nó sẽ có hai kiểu một là văn nói sang trọng hai là văn viết được chưa đó ok rồi tiếp theo chúng ta có câu số 5 ạ gỗ bằng đấy câu số 5 chỉ có hai đáp án thôi các bạn suy nghĩ kỹ ạ câu này cũng hơi nhiều từ khó một chút rồi câu này có vẻ không quá khó đúng không thì chúng ta loại đáp án rất là nhanh thôi đúng không ạ câu bên trên nó bảo là cái gì ạ ờ, thì chúng ta có kê bị khi bị ở đây các bạn có thể dịch cả phòng bị mọi người nhé để chưa Các bạn có thể dịch cả phòng bị chậm. Thế thì ở đây trong trường hợp này mình sẽ có, có là từ là kêu cả sửa nhé Nó là chữ cường chữ hóa các bạn có thể dịch là cường hóa sự bảo phòng bị sự bảo vệ đúng không? Nhưng mà có vẻ chữ cường hóa nghe nó không hay lắm thì các bạn có thể dịch là tăng cường mọi người nhé để chậm. Các bạn có thể dịch là tăng cường đây có mỹ linh sản dịch rất hay đấy, đúng không? Mình có thể tăng cường đấy, hoặc là mình có thể dịch là cường hóa cũng được nhưng mà nó không được gọi là thần việt lắm nhá tăng cường hoặc các bạn có một cái từ nữa các bạn có thể gì cả củng cố nhá cho cả sở thể nhá có thể dịch là củng cố nữa đấy đằng trước nó là gì củng cố sự phòng bị đúng không được chưa nhỉ cái đằng sau nó bảo là gì ạ bị mất làm ra đây ạ gọi là bị mất cái 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 viên kim cương đúng không cái viên kim cương mà trị giá ba ốc yên được chưa 300 triệu yên đúng không các bạn nhớ nhá ốc cự ở đây nhiều bạn hay dịch là tỷ nhưng không phải nhá ốc cự là 100 triệu đấy các bạn có nhớ một ốc cự bằng một man của một man được chưa đấy thì ngày xưa dê hay nhớ vui vui thế thì ví dụ một màn chúng ta có bốn số không đúng không thì bốn cộng bốn là tám được chưa tám số không là một trăm triệu vậy thì sang token tức là ba trăm triệu mọi người nhé bị trộm mất đúng không nusumare desnet bị trộm mất viên kim cương ba trăm triệu đúng không đó ở chợ. nên là người ta đặt ra một cái vấn đề là liệu thì cái việc làm sao đẹp cái 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 việc phòng bị đấy nó đã thực sự là, là là là, phù hợp hay chưa đúng chưa đấy, vậy tức là đã 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 ở đây các bạn sẽ thấy là đã phòng bị chưa đã phòng bị rồi đúng không thế mà vẫn còn bị mất vậy rõ ràng ở đây nó phải điền thẳng liên quan đến no ở đây chính xác đúng không mặc dù đúng không? mà mặc dù ở đây chính là ni mốt thật là đó yes cả nhá rồi thế thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau lưu ý sen một chút để xem ni mốt là các bạn cứ coi bằng với no ni của sen được chưa nhỉ tuy nhiên thì có một cái thằng mà các bạn sẽ cần lưu ý giúp sen để đấy chính là giữa Nik thật là và ni mốt thật là nào bây giờ đố các bạn biết này thằng ni mốt là vừa mới nói với nhau xong này còn ni thật là nói đầu giờ đúng không bây giờ vấn đề câu này chọn cái gì đó mấy ai mình có là gì ạ rio kinh ngộ chat đằng sau mình có là gì ạ ishu kang tatte mo desne showing ga torokanai rồi và đáp án chính xác ở đây của chúng ta là e chuẩn đằng trước chúng ta có là gì thanh toán tiền và hàng chưa đến vậy rõ ràng ở giữa chúng ta phải điền thắng nhô đúng không mặc dù mà mặc dù ở đây sẽ là như mục kaka dự các bạn còn nhớ nick dự ở đây là gì không thằng nick kaka dự này của chúng ta các bạn sẽ thấy nó giống cái gì ạ giống với ô Đấy, yes, nét là bất kể cái đằng trước là gì thì cái đằng sau nó cũng sẽ như nhau đúng chưa ví dụ vừa nãy chúng ta có câu là gì ạ à shurui ni đẹp desu ne hyakuen desu đúng không ichiritsu hyakuen desu tức là gì ạ? bất kể chủng loại là gì thì nó đều đồng giá 100 yên được chưa tức là đằng sau nó sẽ đi với sự đồng đều ngang nhau được chưa đằng sau nó sẽ đi với sự đồng đều sẽ viết tắt là dấu bằng mọi người nhá được các bạn có thể viết vào trong vở nhá bất kể cái đằng trước nó có biến thiên như thế nào được chưa thì đằng sau nó cũng ngang nhau đấy thì nhiều khi các bạn cũng có thể thử, thử gọi là thử tham khảo bằng cách xem memo á bình thường xem hay memo thế kiểu nó 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 hình ảnh hơn nó dễ hiểu ấy đó tức là đằng trước bất kể về a có biến đổi như thế nào thì về b đằng sau cũng như nhau hay ví dụ như là từ nên đây chẳng hạn đúng không bất kể độ tuổi nào cũng có thể tham gia chẳng hạn đúng không nên đây ni dự để sang để đấy tức là bất kể cái đằng trước nó biến đổi như thế nào cái đằng sau nó vẫn được đối xử ngang bằng nhau đấy ok mọi người hay ví dụ như là mình có là Uh, là, 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 là gì nhỉ? ví dụ bất chấp cự ly đúng không thì tiền phí là giống nhau chẳng hạn đúng không ví dụ trong ship hàng đúng không mình có thể nói là gì đấy chưa đi ni snack các dự ano thê sư điều gác gì đấy? chẳng hạn đúng không đấy hoặc là thê sư điều gác hạt kền chẳng hạn hay xăng hạt kiểu kiểu như vậy nhá đấy thì đây là hai cái điểm khác nhau nhá thì mình nhìn vào đây mình sẽ thấy ngay câu này là nô no", nhìn vào đây đúng không đấy, nên chúng ta sẽ chọn được ngay cái này được chưa yes cả ok không ạ rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với challenge cuối cùng trong ngày hôm nay để các bạn ôn tập lại toàn bộ những cái phần mà chúng ta vừa mới học xong đúng không nhỉ bây giờ các bạn sẽ có một thử thách đấy chính là hãy ghép cột a và cột b của xe nhá tất cả ở đây đều là các mẫu ngữ pháp đúng nhỉ? trong bài ngày hôm nay đấy, vậy thì các bạn hãy ghép lại của xe xem là uh, nó ghép như thế nào thì hợp lý nhá thật ra chúng ta ghép ngữ pháp cũng ok hoặc ngoài ra các bạn hoàn toàn để ghép theo từ vựng tức là kiểu thường nhá Ồ, thường có một cái mẹo cho chúng mình là với những câu ghép như thế này ấy, thì thường là, là là cái câu đúng thì nó phải có chung một cái trường từ vựng cho ví dụ bên này nói về tiền bên kia phải nói về tiền đúng không bên này nói về uh, thời tiết bên kia phải nói cái gì liên quan thời tiết ví dụ thế chẳng hạn được chưa đó, thì để một cách thì các bạn làm nhanh đó vậy thì câu này các bạn chắc là chỉ 10 giây thôi nhỉ đúng không ghép hộ sen và có thể dịch từng câu một hộ sen nhá chính xác ở đây chúng ta sẽ là CAB đúng không ạ? Mình dịch từng câu một nhá, các bạn cùng dịch từng câu một của CNC. Đó chúng ta có rằng ní một qua dự là nổ nhị, được chưa? Đấy. Ngoài ra thằng Nagadamo nó cũng là gì đấy? Nổ nhị. nhé. Được nhỉ? Đó, nhưng mà cái thằng Nagadamo thì nó thiên về cái tính chất là mình công nhận cái đằng trước nó là sự thật. Nhớ mình công nhận cái cái điều mai là sự đằng trước là sự thật. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi, thế thì ở đằng um, ở câu một mình sẽ có là gì ạ? Mặc dù là đã cố gắng hết sức đúng không? Nhưng mà cuối cùng lại trượt. Nó rất là hợp lý đúng không câu hai nó lại bảo là cái gì ạ à bạc cái đi nghĩa là chỉ tại chỉ vì đấy, tiêu cực nhá được chưa chỉ tại là miss hoku shinakatta đúng không không báo lại về cái lỗi đấy nên là cuối cùng nó dẫn đến gì ạ à một cái gọi là gọi là ojikoni này ở đây các bạn nhìn ở sensei này uh, suýt nữa thì dẫn đến một cái gì ạ? dẫn đến một cái cái đại thảm họa đúng không đấy gọi là một cái một cái sự cố lớn đúng không nhỉ tuy nhiên đây thì có một cái mẫu ngữ pháp n 2 nữa cũng muốn lưu ý mọi người đấy chính là tục đặt tà bình thường các bạn học trong sách thì các bạn hay thấy chữ đặt tà nhưng mà đây người ta dùng cái cái thẻ thường của nó à cái thẻ thể lịch sự đúng không đặt tà bằng desta các bạn nhớ tục có đặt tà họ xem xe nhé về được đặt tà đặt tà đây giống nhau nhá được chưa nhỉ tuy nhiên trong sách nó hay ghi đặt tà vì nó là thành ngắn đó là suýt nữa thì tí nữa thì các bạn nhớ này khi các bạn học lên cao cấp ấy, thì tất cả các môn ngữ pháp hồi sơ cấp mà khi nó đẩy về quá khứ ấy, thì điều đấy không xảy ra ví dụ các bạn có là v đựng tục có độ là sắp sửa xảy ra một cái gì đấy đúng không thì v đựng tục có độ đặt tả tức là suýt nữa xảy ra suýt nữa xảy ra tức là có xảy ra không không suýt thôi chứ chưa xảy ra đúng không nhỉ chỉ tại không báo cáo lại cái lỗi đấy thôi mà suýt nữa thì xảy ra một cái gọi là một cái một cái chuyện lớn xảy ra đúng chưa nhưng mà nhớ là chưa xảy ra nhé chỉ suýt thôi cái cô ba là sao nagada là gì các bạn à, mặc dù thôi đúng không mặc dù tôi công nhận cái điều đằng trước là hiện thực đúng không tôi công nhận là nhà nghèo thật đúng không nhưng được cái là gì đấy gia đình rất là tốt đúng không và 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 và, rất là hạnh phúc được chưa nhớ nhá đó ở đây chúng ta nhớ là đằng đã sẽ công nhận điều bằng trước nhỉ đó hãy ski tiếp theo có bốn năm thì sao các bạn có bốn năm này của chúng ta nó chỉ có hai thằng thôi d và e chúng ta có đúng rồi mình sẽ có bốn đi về đúng không và năm đi về d thì ở đây chúng ta sẽ có là gì ạ à mình có ở à, đây thì mình ứng với đúng không cái câu này gì cả gì công ty này đúng không thì những cái việc gọi là răng dồ đúng không ấy sabi sự răng chẳng hạn này đúng không ạ à, thì tùy vào cái thời gian làm việc đúng không mà cũng sẽ nhận được nhận được lương đấy nhỉ đó isk yes còn câu số 5 mình nó là gì tôi te mình biết ngay đúng không? sẽ nói rồi karate te nó sẽ giữ phủ định đúng không ạ à, trong trường này đó là thuật kagiraiですね đấy thì thực ra cái thằng tổ cây này này thì các bạn sẽ thấy là nó cũng rất phát từ động từ kagiru các bạn đâu các thứ nó là giới hạn đúng không? Các ký này không giới hạn ở thì thực ra nó bằng với cái thằng quà kê đếu các bạn ấy. không hẳn là được chưa? Tức là không hẳn là cứ vào được công ty lớn đúng không? Thì sẽ trở nên hạnh phúc đâu, được Thì các bạn sẽ thấy ấy, cái thằng cả đá tối tệ như thế vừa nói ấy, nó sẽ đi phủ định đằng sau. Tuy nhiên có một gợi ý nếu mà các bạn muốn dịch hay hơn thì chính đẩy phủ định đằng trước. Ồ, đẩy phủ định trước. Ví dụ câu này mình sẽ dịch gì ạ? Không phải là cứ vào được công ty lớn thì sẽ hạnh phúc đâu. Đấy, nghe nó nghe nó thật miệng hơn hẳn đúng không? thế thì cái gợi ý cho mọi người thôi. Đấy, còn nếu mà các bạn thích dịch phủ định sau cũng được. Ví dụ các bạn dịch là gì ạ? À, vì là vào được công ty lớn thì cũng không hẳn là trở nên hạnh phúc đâu thì cũng được, nhá cũng được. Nhưng mà nó không được gọi là rõ ràng lắm. nhỉ yes, cả, nhá. À, chúng mình sẽ có hai lớp các bạn có thể tham khảo nhá. Một là lớp N 2 từ đầu, Đấy chưa? Một là lớp N 2 từ đầu. Đó là của CC dạy với cả CC ảnh, nhá. Ánh xe ảnh khủng lắm CC á. Đó thì là cũng mới khai giảng được một tuần thôi mọi người mới khai giảng một tuần thôi nên các bạn vào thoải mái vẫn đang trong quá trình ôn N3 đó nhá là học từ đầu được chưa tức là từ con số 0 được chưa và tháng tháng 7 năm nay thi được chưa 2024 được chưa thi N2 nhá mọi người nhá được chưa đấy đấy thì là lớp tích hợp học, học từ đầu N2 nhá đó thì các bạn hôm nay thì buổi hôm nay là học về kiến thức N2 chắc là sẽ ít bạn muốn học từ đầu đúng không thì sẽ có nhiều bạn học N2 rồi Và muốn tổng ôn lại để thi N2 tháng 7 hoặc là thi N1 tháng 12 chẳng hạn thì sẽ có một lớp nữa gọi là lớp N2 tổng ôn sẽ phát tắt là TO nhé mọi người nhé được chưa đấy thì không phải học từ số 0 mà học từ số 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 1 đi <laughs> nhớ học từ số 1 được chưa đấy thì các bạn có hai kiểu ở một là đến tháng 7 năm nay các bạn thi N mấy ạ N2 được chưa hai là các bạn học xong tổng ôn để chắc kiến thức N1 để các bạn thi N1 vào tháng mấy ta N1 vào tháng 12 vì thực ra là các bạn sẽ thấy rằng là N1 nó khá là khó ấy. À, nói chung là bảo N1 dễ thì nó hơi 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 không đúng lắm không? N1 khó đấy thì muốn 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 học được nó thì các bạn bắt buộc phải có kiến thức N2 chắc được chưa mà chắc thì phải tổng ô lại N2 thế thôi nhá đấy thì có hai lớp như vậy thì mọi người có thể tham khảo để xin nhỉ lớp N2 và N2 tổng ôn cho mọi người nhá để xin nhỉ N2 thường học từ đầu và N2 tổng ôn nói chung là đều khai giảng trong tuần này hết đấy nên là các bạn vào thì không vấn đề ha ok cảm ơn mọi người rất nhiều cái các bạn mọi người